Thần thông trên cung lời, thần thông trên cung trời Đao Lợi, phẩm thứ nhất Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong lời áp lũ trượng mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sinh cam cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra như là: Vầng mây rạng rỡ đầy đủ, vầng mây rạng rỡ đại từ bi, vầng mây rạng rỡ đại trí huệ, vầng mây rạng rỡ đại bát nhã, vầng mây rạng rỡ đại tam muội, vầng mây rạng rỡ đại kiết tường, vầng mây rạng rỡ đại phước đức, vầng mây rạng rỡ đại công đức, vầng mây rạng rỡ đại quy y, vầng mây rạng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây rạng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng chỉ giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hồng, tiếng đại sư tử hồng, tiếng mây sấm lớn. Trời rồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế, song thời có vô lực ước hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi ta bà phương khác đều đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiếu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiếu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sinh, trời Phước Ái, trời Quảng Khóa, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Hóa Thiện, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhận, trời Thiện Kiến Thiện Hiện, trời Sát Cứu Cánh, trời Ma He Thú La, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chẳng, thần lúa mạ, thần chúa ngày, thần chúa đêm, thần trên trời, thần hư không, thần chúa ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạo huyết quỷ vương, đạo tinh khí quỷ vương, đạo thai hoan quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tử tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu? Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng: Đến nay còn không đến xiết số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thủ Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền, còn hàng tiểu hóa thanh văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, dầu cho có lạy vâng đi nữa cũng siêu khỏi hủy bằng. Quý mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Bảo ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, luồng rừng, lúa mẻ, che lau, đá núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng một hạt cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh và Tích Chi Phật. Này Văn Thủ Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe đến danh tự của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhân đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi vĩnh viễn, chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác nào. Trưởng giả Tử Phát Nguyện, này Văn Thủ Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Cấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi: Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế? Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả những chúng sinh. Bị xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết, về đời sau tôi vì những chúng sinh bị tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo.
Bởi ở trước sư tử Vân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn đức, vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ cứu mẹ lại của bất cả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật. Trong thời thượng pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, khi đi đứng lúc nằm mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khi khi ngôi Tam Bảo, thuở ấy mặc dầu thành nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ hầu cho bà mẹ người sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ người chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn bị sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc ấy thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh đèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi mất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi thăng sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ chiêm nhìn trăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương khóc kia thôi, đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương khóc kia, trên hư không lại có tiếng bảo rằng: ta là La Môn Nữ cứu mẹ lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn đức vô số kiếp. Trong thời tượng pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khiển sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sao trong nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi tôi đến bạch hỏi Phật chắc thì khóc kia thôi, đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mày đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương, báo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thánh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng và thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn, dường gươm lùa những người tội gần. Các quỷ lại chụp bắt, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát ngài. Thánh nữ hỏi quý vương rằng: đây là chốn nào? Quý vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?
Vô Độc đáp rằng, nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi, duyên cớ vì sao mà nước trong biển đó sôi sùng sục, lại có người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng, những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự hầu làm công đức cứu vớt khổ nạn cho, khi sống mà cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, những sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ hỏi Quý Vương Vô Độc rằng, địa ngục ở đâu? Vô Độc, đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều riêng khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó lại có nghìn trăm cũng không lường sự thống khổ. Thánh nữ hỏi Quý Vương Vô Độc rằng, thân của người phải sa đọa vào chốn nào? Quý Vương Vô Độc giữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những hành nghiệp gì? Thánh rằng, thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu quất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Tế Lợi. Quý Vương Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa định tự tại vương. Chẳng phải chỉ có riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng giải thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặng thác sinh cả. Tờ thánh nữ dường chiêm bao chợt thức tỉnh rõ biết việc đó rồi, bèn thối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa định tự tại vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhân đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải. Quý Vương Vô Độc trước đó nay chính ông tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Namo Di Soha.